Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Bản tin tổng hợp chiều. Sau đây thì Vy Anh và Lê Thái sẽ trở lại phần tin quốc tế với những tin đáng chú ý sau đây. Nga tăng lực tấn công vào Severodonetsk. Hai người Mỹ bị bắt ở Ukraine không được Công ước Geneva bảo vệ. Nga gia tăng pháo cùng Kharkiv và áp sát vào thành phố Donbass. Và sau đây là phần tin chi tiết, xin mời quý vị theo dõi cùng VN. Xin cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, quân đội Nga hôm nay đã tăng cường cuộc tấn công lớn nhằm chiếm một nhà máy hóa chất đã trở thành pháo đài cuối cùng của lực lượng Ukraine ở thành phố chiến lược của phía đông Severodonetsk, khi thành phố Ukraine đã kêu gọi thêm viện trợ quân sự và bắt giữ hai viên chức của chính họ vì nghi ngờ họ làm gián điệp cho Nga. Shahin Haidai và thống đốc Ukraine của khu vực Luhansk cho biết tất cả các thị trấn trong khu vực không thuộc quyền kiểm soát của Nga đang bị pháo kích bởi lực lượng của họ khi Moscow điều động các xe pháo không ngừng nhằm nỗ lực hoàn thành việc chiếm đóng Donbass. Tổng thống Zelensky vào cuối ngày thứ Hai một lần nữa đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đảm bảo rằng cuộc chiến của Ukraine chống lại các lực lượng Nga không bị phai nhạt bởi sự chú ý của toàn cầu, thì nói rằng ông sẽ làm mọi thứ có thể để bảo đảm điều đó. Xung đột đã biến thành một cuộc chiến tranh tiêu hao với việc Nga điều động pháo hạng nặng để tiêu diệt các lực lượng của Ukraine. Tổng thống Zelensky đã khẩn cầu xin các nhà lãnh đạo phương Tây gửi thêm cho Kiev nguồn cung cấp pháo và vũ khí hạng nặng để chống lại các cuộc tấn công. Ukraine đã tin tưởng các quốc gia Trung Âu từng là đồng minh quân sự với Moscow trong chiến tranh lạnh để tài trợ các thiết bị từ thời Liên Xô mà người Ukraine có khả năng đào tạo và phụ tùng thay thế để bảo trì. Slovakia đã gửi trực thăng kiểu Liên Xô, rocket và pháo, hệ thống cho phòng không S-300, nhưng hầu hết thì các quốc gia chỉ sẵn sàng làm điều đó với điều kiện họ có thể mua các hệ thống thay thế từ các đồng minh của NATO như là Đức, Pháp hoặc là Hoa Kỳ để tiếp tục cung cấp cho Ukraine nhiều hơn nữa. Vào hôm thứ Ba thì Slovakia cho biết kế hoạch tài trợ một tiểu đoàn xe tăng cho Ukraine đã thất bại sau khi Đức không thể cung cấp xe tăng mà Slovakia cần. Hai người Mỹ bị bắt ở Ukraine không được Công ước Geneva bảo vệ. Kính thưa quý vị, hai người Mỹ bị bắt ở Ukraine trong lúc chiến đấu cùng với quân đội Kiev gây nguy hiểm cho lính Nga và phải bị quy trách nhiệm cho những tội ác đó. Phát ngôn nhân Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn với đài Mỹ NBC News. Cuộc phỏng vấn này là lần đầu tiên Điện Kremlin bình luận về trường hợp của Alexander Derug và Andy Huynh, cả hai đều là cựu chiến binh của Mỹ. Andy Huynh là người Mỹ gốc Việt và phía Nga cho rằng bọn họ là lính đánh trận ăn tiền và họ đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp trên lãnh thổ của Ukraine. Họ đã bắn và pháo kích binh sĩ của Nga, gây nguy hiểm cho tính mạng của binh sĩ Nga. Vì thế, họ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác mà họ đã gây ra. Khi bị gặng hỏi hai người Mỹ đó đã gây ra tội ác gì, thì ông Peskov thừa nhận hành vi phạm tội cụ thể của họ vẫn chưa được biết rõ, nhưng tuyên bố rằng họ sẽ không nằm trong diện được là Công ước Geneva về tù nhân chiến tranh bảo vệ. Hiện vẫn chưa rõ về tình trạng của hai người này bị giam giữ như thế nào, cũng như là không ai nói rõ là ai đang giam giữ họ, thưa quý vị. Ông Peskov chỉ nói rằng là họ đang bị nhà chức trách giam giữ. Và bước qua ngày thứ 118 ngày hôm nay thì cuộc chiến tại Ukraine vẫn diễn ra ác liệt, đặc biệt là tại hai thành phố cảnh sát nhau, Lysychansk và Severodonetsk ở vùng Luhansk, miền đông của Ukraine,
chính quyền Kiev lại lên tiếng báo động về những tàn phá thảm khốc mà quân đội của Nga tiếp tục gây ra. Trong một thông báo trên mạng Telegram vào sáng ngày hôm nay, thống đốc của vùng Luhansk, ông Sergei Gaidai, cho biết là giao tranh vẫn diễn ra tại khu công nghiệp Severodonetsk trong thành phố lân cận Lilanchets đã gánh phải những tàn phá thảm khốc, và thống đốc của tỉnh miền đông Ukraine này công nhận rằng 24 tiếng đồng hồ vừa qua thật khó khăn đối với lực lượng Ukraine trong bối cảnh Nga muốn chinh phục hoàn toàn vùng Luhansk trước ngày 26 tháng 6. Thế nhưng thì giới chức của Ukraine khẳng định Nga sẽ không thể thành công trong vỏn vẹn 5 ngày. Ngay từ ngày hôm qua, thì chính quyền của Ukraine đã ghi nhận việc quân đội Nga gia tăng pháo kích vào khu vực Kharkov ở miền đông bắc và Donetsk ở miền đông. Theo ông Vadim Lika, thị trưởng của thành phố Slovenetsk ở Donetsk, thì nhiều thị trấn ở Ukraine trong khu vực đang chuẩn bị đối phó với các cuộc tiến công của quân đội Nga, với đường chiến tuyến đã áp lại gần hơn từ 15 cho tới 20 cây số trong những tuần lễ gần đây. Để phòng thủ, thì tiểu đoàn Ukraine này đã đào tạo một chiến hào dài uốn lượn dọc theo rìa của một khu vực cây cối rậm rạp và không xa các vị trí của Nga. Nga cảnh cáo Lithuania vì ngăn chặn hàng hóa của Nga. Chính phủ của Nga ngày hôm nay cảnh cáo Lithuania rằng trừ phi việc vận chuyển hàng hóa đến vùng Kaliningrad của Nga trên biển Baltic nhanh chóng được phục hồi, nếu không thì Moscow sẽ thực thi các biện pháp không nói rõ để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Với quan hệ Đông Tây ở mức thấp nhất trong nửa thế kỷ, từ khi Nga xua quân xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, chính phủ của Lithuania đã cấm việc vận chuyển hàng hóa bị Liên minh châu Âu cấm vận qua lãnh thổ của Lithuania đến và đi Kaliningrad và dẫn ra các quy tắc trừng phạt của EU. Bộ Ngoại giao của Nga đã triệu tập đại sứ Lithuania tại Moscow để phản đối trong lúc Điện Kremlin nói tình hình đã vượt hơn mức nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu chính phủ của Lithuania phải đảo ngược ngay lập tức điều mà họ coi là động thái thù địch công khai. Nếu quá trình hàng hóa giữa khu vực của Kaliningrad và phần còn lại của Liên bang Nga qua ngõ Lithuania không được khôi phục hoàn toàn trong tương lai, thì Nga có quyền lực thực hiện để các hành động bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Kaliningrad trước đây là cảng Koi-Kinsberg của bị Hồng quân chiếm được từ Đức Quốc xã vào tháng 1945, thưa quý vị, và nhượng lại cho Liên Xô cũ sau Đệ nhị Thế chiến. Nó nằm lọt thỏm giữa Ba Lan và Lithuania, hai nước thành viên của NATO. Lithuania nói họ chỉ đơn thuần thực hiện các biện pháp trừng phạt của EU, một phần của một loạt các biện pháp nhằm trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin vì hành động xâm lược Ukraine. Và dân Georgia biểu tình để được gia nhập vào Liên hiệp châu Âu. Khoảng 5.000 người dân Georgia đã xuống đường tuần hành ở thủ đô Tbilisi, đòi hỏi chính phủ và bị xem là thân Nga phải nỗ lực hết mình để nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này được gia nhập vào Liên hiệp của châu Âu. Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất ở Georgia từ 20 năm qua. 3/4 dân số Georgia ủng hộ các nước này trở thành thành viên của Liên Âu, và nỗi lo lắng và thất vọng của dân chúng đã tăng cao khi Ủy ban dân châu Âu từ hôm 17 tháng 6 từ chối cấp cho Georgia quy chế ứng viên gia nhập Liên Âu và ra điều kiện Tbilisi phải cải thiện bầu không khí dân chủ và bảo đảm tính độc lập của tư pháp và môi trường tự do cho truyền thông. Theo phóng viên quốc tế tường trình thì đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất ở Georgia trong vòng 20 năm qua, và có khoảng 50.000 người tập trung trước tòa nhà quốc hội Georgia trên đại lộ Lushtavili, và đặc biệt là có nhiều sinh viên. Họ giương cao lá cờ của Liên hiệp châu Âu và cờ của Georgia, cờ của NATO và cả quốc kỳ của Ukraine. Đối với các sinh viên chẳng hạn như Salome, một nữ sinh viên của Đại học Luật của Tbilisi, trên má có vẻ lá cờ của Ukraine. Đây là thời điểm mà tương lai của Georgia được quyết định. Nỗi tức giận đối với chính phủ và các đảng giấc mơ của Georgia, của nhà tài phiệt Bezina Avishnevi, rất lớn, và tay tài phiệt ít nhất là từ 3 năm nay, cũng là nhân vật đã gia tăng các hành động phá hoại quan hệ giữa Georgia và châu Âu. Chính sách của ông bị đa số người tuần hành tối thứ hai tại Tbilisi xem là thân Nga. Kính thưa quý vị, mùa lũ làm 42 người chết, hàng triệu người ở Bangladesh và Ấn Độ. Ít nhất 25 người đã bị thiệt mạng vì sét đánh hoặc lở đất vào cuối tuần vừa qua ở Bangladesh, trong khi hàng triệu người mắc kẹt hoặc mất nhà cửa ở các vùng trũng thấp phía đông bắc vốn bị ảnh hưởng bởi lũ của hàng năm tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của nước này.
Tại bang Assam thuộc nước láng giềng Ấn Độ, ít nhất là 17 người đã thiệt mạng trong đợt lũ bắt đầu trong tháng này. Các quan chức cảnh sát cho biết hôm Chủ nhật vừa qua, Arifuzaman Buyan là người đứng đầu trung tâm dự báo và cảnh báo lũ lụt của nhà nước, cho biết rằng nước trên nhiều con sông ở Bangladesh đã dâng lên mức nguy hiểm và dòng chảy do mưa lớn từ khắp các vùng núi Ấn Độ làm trầm trọng thêm vấn đề này. Hàng ngàn cảnh sát, nhân viên quân đội đã được điều đến các vùng của đất nước để hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn. Khoảng 150.000 người cho đến ngày hôm nay đã được di tản, nhưng các giới chức cảnh sát ước tính rằng hơn 4 triệu người vẫn còn đang bị mắc kẹt. Giới chức khu vực cho biết khoảng 3.1 triệu người đã phải di dời và 200.000 người trong số họ đang ở trong các khu nhà tạm do chính phủ dựng nên trên các nền đất cao hoặc trên các vùng cao nguyên khác. Bangladesh và Ấn Độ đã trải qua thời tiết khắc nghiệt ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, gây ra thiệt hại trên diện rộng. Các nhà môi trường cảnh báo biến đổi khí hậu có thể dẫn đến nhiều thảm họa hơn, đặc biệt là ở các vùng trũng thấp và đông dân cư của Bangladesh. Và thưa quý vị, Nam Hàn phóng thành công hỏa tiễn vũ trụ và đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Giới chức Nam Hàn ngày hôm nay đã cho biết vụ phóng thử thứ hai đối với hỏa tiễn Nuri được sản xuất trong nước đã đưa thành công một số vệ tinh vào quỹ đạo vào hôm 21 tháng 6, thực hiện một bước quan trọng trong nỗ lực khởi động chương trình không gian của nước này sau vụ thử đầu tiên thất bại vào năm ngoái. Hỏa tiễn được phóng từ trung tâm vũ trụ Naro trên bờ biển của Nam Hàn vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm nay. Và các viên chức cho biết một vệ tinh nặng 358 pounds được thiết kế để xác minh hoạt động của chính hỏa tiễn đẩy đã liên lạc và thành công với một trạm cơ sở ở Nam Cực sau khi đi vào quỹ đạo. Hỏa tiễn cũng đưa vào quỹ đạo thành công một vệ tinh giả nặng 1,3 tấn và 4 vệ tinh hình khối nhỏ do các trường đại học phát triển để nghiên cứu. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Thông tin Lee Jong-ho phát biểu tại cuộc họp báo, bầu trời của vũ trụ Nam Hàn giờ đây đang rộng mở. Ông nói thêm khoa học và công nghệ của chúng ta đã có những bước tiến dài. Hỏa tiễn Nuri 3 tầng do Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Nam Hàn thiết kế là nền tảng cho tham vọng của đất nước với mục tiêu nhắm đến mạng 6G và vệ tinh do thám và thậm chí là cả phi thuyền thăm dò mặt trăng. Nam Hàn cũng đang làm việc với Hoa Kỳ về một phi thuyền quỹ đạo mặt trăng và hy vọng sẽ đáp một phi thuyền thăm dò lên mặt trăng vào năm 2030. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Little Saigon TV. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ sau một số thông tin ở bảo trợ cho đài.